Thưa quý vị, cùng với hiệu quả của công tác xúc tiến du lịch, đến thời điểm hiện tại đã có 24 đường bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng được khôi phục hoặc mở mới, trong đó có 15 đường bay quốc tế trực tiếp đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục thu hút khách đến với Đà Nẵng trong năm nay. Từ đầu năm 2023 đến nay, tại sân bay Đà Nẵng, các chặng bay nội địa lẫn quốc tế đưa du khách đến tham quan du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố rất sôi động. Năm nay, bên cạnh thị trường nội địa, ngành du lịch thành phố tập trung phục hồi phát triển các thị trường quốc tế, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới theo chuẩn chất lượng cao. Chúng ta phải tập trung rất mạnh vào MICE, bởi đây là một cái thị phần có thể lôi kéo được cái số lượng lớn du khách tới thành phố Đà Nẵng. Và đặc biệt là những cái du lịch văn hóa về ẩm thực cũng sẽ là những cái thị phần mà sẽ giúp cho du lịch Đà Nẵng cất cánh. Bên cạnh đó, ngành du lịch Đà Nẵng cũng sẽ huy động tập trung các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các đề án du lịch đã được thành phố ban hành. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trở thành cái điểm đến chất lượng cao, thì đây là một trong những cái chủ trương rất là hợp lý và phù hợp với lại cái xu hướng phát triển của điểm đến Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Thì ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cũng đang từng bước để tái cơ cấu lại các cái sản phẩm cũng như là thị trường để tập trung phát triển điểm đến Đà Nẵng trở thành một cái điểm đến chất lượng, đẳng cấp và vươn ra cạnh tranh với lại các cái điểm đến trong nước cũng như là trong khu vực. Năm 2023, ngành du lịch thành phố tiếp tục cập nhật xu hướng thị hiếu thị trường và đặt mục tiêu lượng khách lưu trú tăng 15-20% so với năm ngoái. Cùng với đó là nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực du lịch, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.